Vâng, đến với trận chung kết của xây đấu thứ ba với game thủ bên phía team Scarlet. Vâng, team BTV đang thắng 5 trận thông rồi sau trận thua chung kết của C1. Vâng, các anh khởi động mất đúng 1C. Vâng, thua 3-2 cay thật. Greg tới từ khóc. Quân cân. Bên kia Sumer, Minwan, Ia và Cho Son. Sumer, Minwan, Ia và Cho Son. Đây là Greg tới từ Trương. Mạnh Hào cầm phô. 12 giờ có kẹp xăm nhá. Gua cầm Acidian ở nhà và đánh chủ lực thôi là thắng rồi. Cầm Acidian đánh kiểu to lên. Còn đây là Chip Boy cầm Sumer. Chiếc BS dành cho game thủ Hello Chip Boy. Rồi nhốt được dần ở bãi quả khá ổn. Cùng xem Mạnh Hào trận cầm phô đang nói cân đôi. Vâng, không cân đôi, hạ đầu thằng khóc xuống. Thế có chết tôi không? Vâng, vẫn chưa thấy thêm gì dành cho Hào. Bắt đầu cầu vòi về. Em anh Cung à? Thế khóc vì phế nhanh lắm. Thằng chứ 12 giờ kẹp đấy. Chứ thằng kẹp chứ 12 giờ đấy. Vâng, đây là bài Greg tới từ game thủ Khóc. 12 giờ chắc hắn phải có kẹp xăm trận này rồi. Cùng xem đó là ai thôi. Đây là Hào, con voi tiếp theo. Hình như vẫn còn một voi nữa. Đúng là vẫn còn một voi nữa. Vâng, chiếc VS đặt vừa khít luôn. Vẫn còn voi, nhiều voi lắm. Chắc chắn là kẹp xăm rồi. Vấn đề là ai thôi. Map to đấy em. Vâng, Hào trận này 6 vòi. Phonesian 6 vòi. Câu đủ 6 vòi về và làm thêm 7 hiệu. Sau đó một bài có nhà của Mạnh Hào. Vỗ với Phonesian là điều đơn giản. Đánh bài có nhà. Hai mươi lăm dần và kích đời. 7 phút 45. Bảy hiệu bảy con. Vâng, vẫn còn nhiều voi lắm. Như là bảy voi thì phải. Không, như vậy là sáu thôi. Còn một con gần, đây là con xa. Sẽ được đưa về. Vâng, IA đánh cung ra 26 dần. Sumer cũng đánh cung, như vậy chỉ có một Greg.
Vâng, và riêng Sư Tử làm hơi chậm một chút. Bài 10-20 dành cho game thủ Mạnh Hào. Vâng, tin báo về Sumer dường như đầu cánh của game thủ Chip Boy. Đầu cánh thôi chứ không phải của em gì. Bài ra ruộng dành cho game thủ Mạnh Hào. Có bãi quản hoang không Hào ấy? Cạnh nhà L đấy. Mát ruột luôn. Cùng xem gặp ai ở góc 9 giờ. Có người kẹp nhá, không lo kẹp đi. Đây rồi, IA đánh cùng dành cho game thủ Hoàng Công Nghiệp. Này thì IA với chúng tôi này. Và bị chốt e, nhưng Hào quyết định là chọc tất cả cái đống này luôn. Thoát được con giò. Gì? Thế á? Map gì ấy? Đây là màn hình máy của Khóc. Vâng, 12 giờ không kẹp xăm. Đi thêm tí nữa đi. Thế à? 2 dâng L thôi, xem chỉ có giò cao không. Bài dị thế là rồi. Quay lại với Hào thôi. Kệ đi, kẹp xăm đầu kệ. Bây giờ có phải xem Hào. Hào đóng hai nhà BA ở khu vực này. Bãi vàng đã bị công lên bởi con cung tê của màu 1 Yugi. Hào mang cả dân lên chơi nhà IA. Hào ơi, màu 2 đang công lên. Phay luôn. Lọt vào. Chưa được. Bây giờ là có cung G luôn dành cho Hào. Bãi gỗ Hào ơi. Bỏ luôn vào. Anh cũng bảo là có mà đi. Màu 1 là người đánh cung. Không, cái ông Khóc này loạn lắm. Tôi đã bảo kiểu gì sẽ có kẹp xăm ở những góc rộng như thế mà không có. Đấy, như vậy là màu 1 là người kẹp xăm và đánh cung dành cho game thủ Yugi. Vẫn quay trở lại với Hào với pha ôm bom của mình. Nhà màu 3 chạy toàn bộ dân rồi. Chạy hết. Nhưng Hào bị đẩy đau. Màu 2 đang về. Đây là màu 2 luôn, chưa bánh xe. Dành cho game thủ Mèo Mèo. Hoàng Công Nghiệp chạy. Vì vậy mà Mèo bị chết oan. Hào đang tạm thời làm hai bé ở cánh bên này. Vâng, làm hai bé ở cánh này luôn cho nó mát. Yamato đã chạy tung tóe trên bản đồ rồi. Tí Hào quản lại vì vẫn còn hai nhà BA ở khu vực đấy. Bây giờ thì bắn bãi gỗ của Mèo Mèo luôn. Em hai nhà BL ra vắt đều vã vào mồm của nó. Đấy, vã đều rồi nhá. Đi nó không đi ra khỏi nhà thôi. Vua nó thông cánh bên này với Chip Boy xong là xong, có gì đâu. Đây là màn hình máy Chip Boy tham này 39/44. Vẫn đang là một chủ lực của team AOEGTV trong buổi thi đấu ngày hôm nay. Còn đây là Vua 51/84. Đập BC và to hơn. Chẳng có 2, chẳng có 2 nhá. Chẳng có 2, thực ra nó có phù rồi. Có 2 lên. Đẩy tiếp nhà màu 4 à. Vua đang đánh tốt. Trong đó đây là Hào. Vẫn tiếp tục khiến cho màu 3 thốn đến tận rốn. Đánh cùng gà với chúng tôi này. Góc cũng đẹp đấy. Nhưng không ăn thua. Khi mà gặp Hào lên đời sớm. Và đánh theo lối đi ôm bom. Còn đây là màn hình máy Khóc. Vẫn đang cầm chân được Yugi rất nhiều. Nhưng bây giờ thì màu 2 công cả vào đây. Phù đi. Cần phải chơi 4 con cung R tới từ game thủ Yugi. Khóc vẫn đang cầm cự rất tốt.
nhà khóc kê cho khóc luôn đi, không ở nhà làm gì. Vâng, pha về rất nhanh tay của không được khóc. Ra kê nhà chính cho khóc là xong. Cả dân 4 chạy luôn đấy. Đạch mà nhìn thật. Bơm đi. Vâng, bơm cho mỗi nhà ít thực. Ông lanh quanh thủ nhà một lúc, ông không có vàng. Quay lại ăn hoa được bãi quà và lên đến nghìn thực. Kinh hồn dành cho khóc. Còn đây là Mạnh Hào tham lai 16. Không biết màu ba hồi ở chỗ nào. Chip Boy tham lai 54 dành cho game thủ Chip Boy. Cực khỏe. Bỏ úp thành nó đi. Vâng, đây là Chip Boy. Thằng này 5-18 thành cho Chip Boy. Mèo vẫn đang chạy lăng quăng trên bản đồ. Còn đây là Mạnh Hào đang tìm thấy màu 3, chui lại một cái hốc sát mép bản đồ dưới nhà màu 2. Mình chả úp nó thì thôi, thoải mái đi. Tăng thêm 3 lên, xóa đi. Còn đây là turn úp rất đau của game thủ Ít Cua vào nhà của Chiu Ghi. Tên này thì làm sao mà đỡ nổi. Cả Chip Boy luôn. Đỡ vào mắt. Tên này là bài 90 dành cho Asian. Liên tiếp vào những pha vẩy e. Vâng, Jiu Ghi đứng cả mã dân. Ở khu vực này chạy đâu Jiu Ghi. Bạn của tôi có vẻ như đã già rồi. Không thoát con dân nào. Và can trôn BN để sóc dân dành cho game thủ Ít Cua. Rừng đang khá xấu, rừng quá xấu dành cho Cua. Ôi giời, vâng, tên để lọt ảo. Không sao cả, lượng dân vẫn đang là quá nhiều rồi. Một tham thắng. Màu 3 kìa, em nhìn thấy màu 3 chưa? Đấy, ôm một cái hốc bây giờ là xong. Tham lại 98 rồi. Chip Boy cũng đang cực to, 73/96. Nó đánh chủ lực của game thủ Hello Chip Boy. Khóc tham lai 25. Còn đây là Hào ôm bom cảm tử và bây giờ hồi tham 22. Làm luôn bên phía nhà mèo mèo. Nó đánh cung A thì đâu. Còn đây là Gua. Một vài con chém. Còn đây là Jiu Ghi. Hình như đang chạy quần để giữ cho nhà màu 3 tên này. Tham lai 98. Còn đây là Chip Boy. Tham lai 83. Vâng, quyết rồi, mèo quyết rồi. Khá đơn giản trong xê đấu này. Tỷ số là 3-0 ở xê đấu thứ 3. Như vậy là 6 trận thắng thông cho các game thủ bên phía của team AOE Game TV. Phong đầu thuộc về Mạnh Hào khi mà là ôm bom xong người cầm IA và là người đánh cùng A. Thank you.